Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 9 năm 2018 tại Wake Forest gần thành phố Raleigh, thủ phủ của tiểu bang North Carolina. Là lý do tại sao thành phố có thể mời ban nhạc cũng như là vũ đoàn Thuyền Mây đến đây để trình bày cái văn hóa của người Việt Nam của chúng ta? Dạ, chuyện thì nó cũng hơi dài một chút, nhưng mà nói ngắn lại là khoảng 1.5 năm trước á, thì em có đến gặp đại diện của cái Renaissance Center, tức là địa điểm tổ chức ngày hôm nay, thì em đề nghị với họ là em có thể là muốn tổ chức một cái chương trình văn hóa Việt Nam nhằm mục đích mà phát huy nền văn hóa của Việt Nam cho công chúng Mỹ. Thì họ em đưa ra một số đề nghị thì họ làm việc, họ chấp nhận và họ đã làm việc với em trong vòng 1.5 năm qua để mà tổ chức được cái chương trình như ngày hôm nay. Thì và họ cũng sẵn sàng mời lớp nhạc văn hiến của em dạy và của nhóm Thuyền Mây Production từ Florida đến để mà tham gia chương trình ngày hôm nay. Cá nhân em cũng như là mọi người trong lớp nhạc cũng rất là vui được sự ủng hộ của các quý đồng hương trong cộng đồng của mình. Cái ước mong của em là mình có một cái cơ hội mình để mình phô trương cái nền văn hóa Việt Nam của mình đến cho công chúng Mỹ, đồng thời cũng là một cái cơ hội để cho các em trẻ trong cộng đồng người Việt của mình nó cảm thấy hãnh diện thêm về những cái chương trình văn hóa mình đã làm cho cộng đồng công chúng nói chung. Yeah. Thì hôm nay chúng tôi cũng rất là hân hạnh có một cái ngày làm việc chung với lại một thành phố gần của Raleigh, một thành phố lân cận gọi là Wake Forest. Thì thành phố Wake Forest đã khám phá ra một số các cái sinh hoạt của cộng đồng Raleigh và cũng làm việc với anh cựu chủ tịch cộng đồng Raleigh là anh Nguyễn Linh Huyền để mang một cái chương trình văn hóa khá đặc sắc tới Wake Forest. Có khá nhiều các người của thành phố Wake Forest và người Mỹ và các người ngoại quốc. Trong khi đó chúng ta cũng có khoảng một nửa là người Việt Nam đồng hương của Raleigh đến đây để ủng hộ. Hội chợ Tết Trung Thu do thành phố Wake Forest, North Carolina tổ chức, do lớp nhạc Văn Hiến và vũ đoàn Thuyền Mây cộng tác thật đặc sắc, làm cho người dân Hoa Kỳ ngưỡng mộ thích thú, đặc biệt với thời gian rất ngắn hơn 1 năm. Lớp nhạc Văn Hiến đã huấn luyện cho các em hát được các bài hát dân gian như Rước Đèn Trung Thu, bài Thằng Quậy Ngồi Gốc Cây Đa, Sài Gòn ơi. Con tên là gì? Con tên là Khả Thi. Con này bao nhiêu tuổi? Con 9 tuổi rồi. Hôm nay con đi dự Tết Trung Thu, con thấy như thế nào? Con thích Tết Trung Thu lắm. Ba mẹ của con cũng chở con đi Tết Trung Thu. Con gặp nhiều bạn, ý con làm lồng đèn. Năm nay con với các bạn hát cho người Mỹ. Con rất vui là người Mỹ biết Tết Trung Thu của Việt Nam. Con tên là Trâm Anh. Con thấy Tết Trung Thu làm sao? Con có biết cái này mà. Dạ, con thích. Con thích làm sao? Có lồng đèn, con thích có lồng đèn. Có ăn bánh không? Bánh Trung Thu không? Dạ, con ăn bánh Trung Thu. Rồi, cảm ơn mấy con nha. Ok. Yeah. Đêm trình diễn hội chợ Tết Trung Thu tại thành phố Wake Forest, North Carolina rất thành công tốt đẹp, đã trình diễn cho người bản xứ biết về văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Tôi Bùi Văn Bằng tường trình tại thành phố Wake Forest gần thành phố Raleigh, thủ phủ của tiểu bang North Carolina.